Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Hôm nay thì Nam lại mang cái cây mai đỏ ra ngoài vườn các bác. Tức là cứ chơi Tết xong á, thì lại mang ra vườn. Và cái cách chơi của mình đó là mình mua những cái cây về á. Thường thì mình chơi Tết xong là mình sẽ trồng vào chậu và mang ra vườn để chăm sóc. Cũng nghĩa là mình tỉa tót như thế nào đó thì mình giữ lại, hoặc là có những cái cây đào hay là cây những cái cây khác mà mình chơi mà mình không có không gian thì mình gửi nhà vườn đó các bác, thì Tết mình lấy về đó thì mình phải trả công cho người ta. Thì hôm nay cái cây mai đỏ này này các bác này, nó lại trổ một bông hoa. Thì có một bác ở trên kênh của Nam TV ấy, thì có hỏi rằng là cái mai mà để cho nó trổ hoa vào Tết đó, thì cái gần Tết đó thì có vặt nhặt cái lá đi không, có cần nhặt lá trước Tết để cho cái mai đỏ nó trổ hoa không nữa các bác. Thì nó cũng là mai mà, cho nên là nhiều bác là có nghĩ là cũng phải vặt mai giống vặt lá như cái vặt lá như cái mai vàng các bác nhá. Đấy, cái mai vàng chắc chắn là phải ấy rồi, phải vặt lá rồi, nhưng mà cái mai đỏ thì nói chuyện một chút với các bác nhá. Thì mai đỏ đó là cái cây lai, nói chung là nó được di thực từ nước ngoài về, người ta ghép như thế nào đó, nhưng mà nó trổ những cái hoa đỏ rất là đẹp. Thì hôm nay em chia sẻ với các bác là cái cách làm của em thôi nhá, chứ còn nói chung là các bác chuyên nghiệp nhà vườn thì các bác có cách làm riêng, nhưng mà em thì em phải chia sẻ rồi các bác có thể thấy được cái trải nghiệm của em là như vậy các bác nhá. Đấy, thì trồng thì mình sẽ trồng vào một cái chậu, tức là cái trước đây cây nó bé, mình trồng vào cái chậu lớn hơn, tăng cường dinh dưỡng hữu cơ này khác để cho cái bộ rễ nó phát triển. Và cái trồng hữu cơ thì cái khả năng phát triển và cái cây nó bền, và cái cây nó bền thì cứ năm này sang năm khác thì nó nhìn nó cằn cỗi và nhìn nó xù xì thì cây nó càng có giá trị các bác nhá. Đấy, thì cây gì cũng vậy các bác, nó nhỏ nó bonsai nhưng mà nó xù xì nó càng có giá trị. Và cái cách của em là như vậy, cứ trồng và cứ chơi và cứ trải nghiệm mà cứ vui thì nó sẽ cảm thấy nó hạnh phúc thôi. Thì đối với mai đỏ thì em Tết ấy, thì cái năm vừa rồi thì nó không có nở chung Tết các bác, nhưng mà em thấy là mình không cần phải vặt lá như cái mai vàng các bác nhá. Chứ có các bác là hỏi có cần vặt lá không, thì em quan điểm của em là không, bởi vì cái mai đỏ thì ngoài cái việc mà chơi hoa nó trổ hoa đỏ, bởi vì thật ra đến cứ hầu như em thấy là thi thoảng nó lại trổ hoa. Không biết là các bác ở cái vùng miền các bác đã từng trồng thì nó như thế nào, nhưng em ở Tây Nguyên thì thấy như vậy các bạn. Thì nó cứ kiểu như đâm chồi nảy lộc, từ đến khi đến thuận mùa thì nó thể thấy nó ra một bông hoa. Chứ còn kiểu như là ở Tây Nguyên, ở Mang Đen Con Tum đó bác, nó có một cái giống gọi là hoa anh đào. Có năm thì cái thời tiết thuận lợi á, thì nó trổ hoa sớm, mà có năm thì nó trổ hoa trúng Tết, có năm thì trổ hoa muộn, coi là ăn Tết xong nó mới trổ. Thì cứ mỗi năm như vậy thì nó trổ hoa thì có lẽ hoa anh đào. Nhưng mà cái cây mai đỏ đó các bác, thì nó bản chất của nó thì nó cũng ghép từ, nghe nói là nó ghép từ một cái gốc đào Nhật các bạn. Ấy, cho nên là dẫu sao thì nó cũng không kiểu như là mai vàng, mà nó lại là cây ghép. Cho nên là em thấy là thôi thì cứ chơi ha, cứ chơi, nếu như mà nó kiểu như là nó trúng cái Tết thì có năm mấy năm thì nó trổ trúng Tết đó các bác, nó trổ hoa thì em thấy cũng rất là đẹp và thú vị và không hề vặt lá các bác nhá. Chứ năm nay thì nó lại trổ không trúng Tết, và may bây giờ thì em đang quay video này thì là tháng 2 âm lịch rồi, và nó lại bắt đầu trổ hoa. Và tháng 12 nó đã trổ hoa, nhưng mà đầu tháng 12 nó trổ mất rồi. Đấy, thì cái video này thì muốn chia sẻ với các bác như vậy thôi. Những cây đào mà cái mai vàng chứ ạ, cây mai vàng thì chúng ta vặt lá để cho chỗ chúng hoa chúng Tết, nhưng mà cây mai đỏ thì không các bác nhá. Đấy, thì nó cũng có một cái đặc điểm khác nhau, nó xuất phát từ những cái cây mà nó di thực, cho nên là em Nam thì không có vặt lá, và lộc thì nó cứ trồi, và đến ngày đến tháng thì nói chung là nó trổ hoa, mà trúng Tết thì chúng ta chơi, còn không thì thôi. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ gốc, chơi hoa lộc lá, và cái nhìn cái thân nó xù xì thì tạo một cái nhìn cái cây nó có vẻ nó cổ hơn, thì nhìn thấy nó giá trị. Đấy thôi các bác nhá, chứ không có cầu kỳ. Nói chung là
Nếu các bác mà có thói quen mà mỗi năm chúng ta mua một cái cây cảnh gì đó thì chúng ta có không gian thì chúng ta nên trồng lại, chơi chăm sóc, và hãy trồng và trồng kiểu như thuần tự nhiên các bác. Thuần tự nhiên là chúng ta hãy bón các cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái phân bò đó các bác, cái phân bò mùa khô, phân bò khô ủ là hầu như là tất cả các cây cối là nó rất phát triển rất là tốt. Như các bác thấy cỏ đây này là nó cũng xuất phát từ những cái phân bò ủ mục á. Và cái mấy hôm rồi em phơi nắng á, cho nên là để kể lại cái cỏ này thì thực ra thì nó cũng không lấy mất bao nhiêu dinh dưỡng của cái cây, nhưng mà nó tạo cái hệ sinh thái ở trên một cái chậu của chúng ta nó cũng là rất là tốt thôi các bác nhé, không có ảnh hưởng gì, chỉ thỉnh thoảng chúng ta bổ sung thêm dinh dưỡng á để cho cái cây nó tốt. Và chúng ta hãy tạo, cố gắng là tự mình tạo những cái cây bonsai mini mà nó có nhiều tuổi đó các bác, thì nó rất là giá trị. Và mai đỏ thì các bác biết rồi ha, màu đỏ thì nó thường mang lại may mắn, và đặc biệt nếu con chổi trúng Tết thì cũng rất là thú vị. Thì với những cái chia sẻ mộc mạc chân thành, với những cái đam mê của em Nam về sưu tầm và đi tìm hiểu những cái cây ha, cái cây mà anh chị các bạn cũng thích và em Nam cũng thích, thì chia sẻ những cái video mộc mạc vậy trên cái kênh YouTube. Bởi vì em Nam thì là một người cũng rất thích là truyền thông mà, rất thích làm YouTube và cũng có chơi. Và chơi thì mình chơi những cái gì, mình có những trải nghiệm thì chia sẻ lên video cho các bác cùng tham khảo, cùng chúng ta cùng chia sẻ ha. Vậy thì cái video này thì nó cũng xuất phát từ một cái chia sẻ của bác, của một khán giả trên kênh Nam TV về cái việc mà hỏi cây mai đỏ có phải vặt lá cho nó chỗ hoa không. Thì em trả lời là không các bác nhé, em không có vặt. Đấy, còn đối với mai vàng ha các bác nhá, thì đối với mai vàng thì chúng ta cứ trồng, cứ chơi và cũng cố gắng là dưỡng cho cái cây các bác nhá. Cái cây nó phát triển năm này cho năm khác thì dần dần nó cũng lớn lên, nó xù xì. Và đối với những cái cây mai mini bonsai thì cũng vậy thôi, nhưng mà mai vàng thì nhất định là chúng ta phải vặt lá rồi các bác ha. Đấy. Thì có thể là những video này của em Nam thì với những cái bác chơi thuần cũng không phải là nghệ nhân, là chúng ta hay có cái thói quen là trồng và giữ lại những cái cây sau Tết á. Và bác nào mà tỷ phú thời gian á, có không gian sân thượng hay vườn này khác thì chúng ta cũng nên là chơi theo kiểu này các bác. Đấy, cái cây mai nó cũng rất là giá trị, em thấy là nó cũng khá là dễ sống mà. Thì chia sẻ với các bác cái video này đó, thì mai đỏ thì nó không cần vặt, nhưng mai vàng nhất định các bác nhá. Đấy, màu đỏ các bác, màu đỏ là màu may mắn đấy các bác nhá. Không biết là các bác có cái sở thích giống em Nam không, chứ còn thật sự em Nam thì những cái gì nó màu mè, có gốc, xù xì, càng nhỏ mà nó lại có một cái nét dạng như cổ cổ thì rất là thích các bác ha. Đây này, tạo hệ sinh thái, tạo hệ sinh thái ở trên cái chậu của chậu cảnh luôn. Và lộc lá thì bền vững, bởi vì em Nam có được nghe một cái người mà làm cái ngành kiểm lâm đó, họ chia sẻ là cái bí mật của các loài cây, thì có nghĩa là các cái rễ này các bác này, rễ của nó với lại các cái hệ sinh thái ở trong một cái thảm thực vật đó, là nó có sự kết nối với nhau các bác nhá. Nó có sự kết nối và chia sẻ dinh dưỡng, hoặc là có một cái, có nghĩa là nó như kiểu như là nó cũng có tình cảm như con người, có nghĩa là tất cả những cái gì mọc nó mọc ở trên một cái chậu, ví dụ như cây to thì nó ở trên và cây nhỏ ở dưới, thì chúng ta ví dụ như chúng ta nên điều tiết, ví dụ như nó quá lớn mà nó xen những cái cây chính của chúng ta, ví dụ đây là cây cảnh, và những cái cây nhỏ mà nó không có ảnh hưởng quá nhiều thì chúng ta kiểu tỉa bớt để nó hạn chế cái việc mà sử dụng chất dinh dưỡng ha, là chúng ta tập trung với cây to, chứ còn đừng diệt nó các bạn nhé. Và cũng không bao giờ diệt thúc cỏ các bạn nhé, đừng diệt thúc cỏ. Đấy, thì video này em muốn chia sẻ với các bác một chút như vậy ha. Cảm ơn anh chị các bạn, các bác đã theo dõi video của em Nam, và chúc các bác luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Em xin hẹn gặp lại anh chị các bạn, các bác ở video lần sau. Bye bye ha.